Thông báo: các mức xử phạt hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Nghị định 117 của Chính phủ. Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với các hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh của bản thân hoặc của người khác. Cá nhân có hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng theo yêu cầu phòng chống dịch có thể bị phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Dứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi từ chối hoặc trốn cách ly y tế. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng thì bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và 20 triệu đồng đối với tổ chức. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm, không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ về giám sát bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật, tung tin giả về dịch bệnh COVID-19 trên các mạng xã hội sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Trên các trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi đưa tin không chính xác hoặc không kịp thời về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm sau khi công bố dịch hoặc công bố hết dịch. Phạt tiền từ 5 triệu đến 7 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành việc kiểm tra y tế, xử lý y tế của tổ chức kiểm dịch y tế biên giới theo quy định của pháp luật.